chào cả nhà yêu của Ri. Hôm nay sẽ là một video mà các bạn hỏi Ri rất là nhiều khi nào chị lên, đó là video review những món đồ hay ho cho mùa tựu trường back to school đó. Và năm nay khác với năm ngoái, Ri sẽ có cả giveaway ở trên video luôn và sẽ có những cái món quà rất là thiết thực cho các bạn đem đi học như thế này nè. Nên là các bạn hãy nhớ xem hết video nha. Nhắc nhở giữa chừng, nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì hãy like cho Ri một cái nha. Ba lô. Đi học thì chắc chắn không thể cặp sách ba lô các kiểu rồi ha. Ri thử đặt một cái dòng ba lô giá mềm về và rất là bất ngờ với chất lượng luôn. Dày dặn, dây kéo trơn mượt mà còn có thiết kế rất là xinh. Nhiều ngăn để đựng đồ nữa chứ. Với giá 160k mà có một ba lô như thế này theo Ri là rất đáng đồng tiền bát gạo. Em ba lô này sẽ được giveaway nên là các bạn nhớ xem đến cuối video để biết thể lệ nha. Còn về bóp viết á, thì có ba lô thì không thể thiếu bóp viết. Dân mê văn phòng phẩm như chúng mình thì cái bóp viết phải to đùng mới đã cái nư đúng không? Ri có mua thử một vài loại và thấy cái loại này vừa to vừa tiện mà giá lại hạt dẻ nè. Mép của bóp viết có khung kẽm rất là chắc chắn nên khi các bạn mở ra sẽ không hề bị ọp ẹp nha. Mà thiết kế các ngăn cũng rất là tiện và khoa học. Phần túi ở phía trước á, nó thông vào bên trong túi luôn. Đó, và phía trong mình có thể đựng được ti tỉ các thứ, từ máy tính đến giấy nốt, thậm chí là để vừa cái máy hút bụi mini của Ri luôn á. Ok, bây giờ thì tới tập vở nha. Tập vở tốt, giá rẻ thì không thể không nhắc tới nhà Ca Long. Nhưng mà đặc biệt hơn, năm nay Ca Long ra mắt thêm sản phẩm mới rất là xịn sò nè. Chẳng hạn như là series tập B5 còng hở này. Bình thường cái loại còng hở này chỉ có thấy ở các loại mà còng thay giấy thôi. Còn còng mà cố định như thế này thì lần đầu tiên Ri thấy nó có hở như vậy luôn. Giấy của dòng sổ này còn có nét đứt rất là thẩm mỹ nữa chứ. Các bạn còn nhớ cái quyển caro nét đứt của Ca Long mà Ri review mấy tháng trước không? Ai cũng mê hết trơn á. Và tập này có dạng caro đó luôn nha. Và ngoài caro thì còn có kẻ ngang đứt nét nữa. Giấy của Ca Long thì các bạn yên tâm là chống thấm và chống nhòe rất là tốt luôn nha. Tiếp nối cái series giấy dash đứt nét thì sổ còng bìa trong suốt cũng ra phiên bản dash luôn. Và khác với quyển dash trắng cũ, quyển trong này có kích thước ô ly 6x6 giúp thoáng dòng hơn. Các bạn viết chữ cũng không sợ bị díu vào nhau. Bìa trong cũng có sổ line dash luôn hè. Mấy cái trên dù xịn nhưng mà Ri không mê bằng cái này đâu trời ơi. Giấy review có dòng kẽm màu nè các bạn ơi. Màu pastel xinh xỉu luôn á. Mà một tệp được tận 5 màu. Cam nè, hồng, xanh lá, xanh dương và tím nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Giấy có kích thước A5 lẫn B5, dày dặn, chống lem ra mặt sau cũng như tất cả các giấy trước giờ của Ca Long. Dùng để trang trí sổ nè hoặc là viết bài thôi cũng xinh hết nấc rồi. Nhìn tệp giấy này mà Ri ước gì mình nhỏ lại để được xài giấy này đi học á. Bấm lỗ. Bạn nào mê xài sổ còng để thay giấy thì nhất định phải tham khảo em này. Đây là dụng cụ bấm lỗ dành riêng cho giấy refill, có thể bấm được 5 lỗ mỗi lần luôn và có các nấc để mình canh sao bấm cho đúng. Với kiểu bấm này thì các bạn có thể cho vừa tất cả các loại còng, kể cả những loại còng nhiều lỗ luôn nha. Nhãn vỡ. Năm nay Ri nâng cấp bộ nhãn vỡ mà Ri vẽ lên, đầy đủ các môn cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn và cũng viết lại chữ của các môn. Công nhận là luyện chữ lâu năm thì năm nay Ri nhìn lại Ri thấy chữ của mình xịn hơn năm ngoái nhiều, cũng thấy vui vui trong lòng. Ngoài nhãn tập thì Ri còn làm thêm các cái nhãn dán gốc như thế này nữa. Các loại bút. Bút viết thì ngoài những loại bút gel viết êm, nhanh khô mà Ri đã từng review ở những mùa tựu trường trước như là Sarasa, Energel, George, Senvava hay là những loại bút rất là ok nhà Daily, thì năm nay Ri phát hiện một nhân tố bí ẩn mới, đó chính là cây Quick Dry nhà Thiên Long. Bút này giá rất là ổn áp, không rẻ như là George nhưng mà bù lại độ hoàn thiện tốt nè. Bút viết rất là êm và mượt, đặc biệt là khô nhanh lắm luôn nha, nhanh ngang những cái loại mà Ri đã từng khen luôn á. Ri đã dùng cái bút này viết suốt một tháng liền và gần hết cả mực nhưng mà chưa từng bị tắt lực nào, nên phải nói là rất là ưng luôn á. Bút hiện chỉ có màu xanh và màu đen thôi. Ngoài ra thì Ri còn có trải nghiệm cả Mura và Lobet là hai dòng mà Ri đã review trên video ngắn rồi. Nếu các bạn chưa xem cái video đó thì đây, Ri nói lại, hai dòng bút này nó có nhiều mẫu mã rất là xinh nha và khá là thịnh hành hiện nay. Lobet thì giá mềm, thiệt là mềm. Bút đi theo từng tông màu, một bộ 4 cây như vậy rất là xinh.
Nhất là bộ cà phê này nè, phải nói là hot hit luôn á. Cái đệm bút phải nói là êm, trời ơi, cảm thích tay lắm luôn á. Êm nhất trong tất cả các loại mút mà Ri từng xài. Và bút viết cũng rất là mượt mà, Ri thấy không có bị tắc mực. Mỗi tội là tốc độ khô của nó cũng thường thôi chứ nó không có nhanh. Mura thì ngược lại, khô rất là nhanh luôn nha. Tốc độ khô phải nói là top 1 luôn. Giá thì khá là cao nhưng mà bù lại thì xinh, rất là xinh. Có rất là nhiều collection, nhiều màu và thiết kế để chọn. Phần đệm bút đi với cái đầu ngòi này cũng rất là đặc trưng của nhà Mura. Bút highlight mà Ri đang cầm đảm bảo là ít bạn biết nè. Ri cũng rất là tình cờ sang được thôi và số lượng còn rất là ít. Không biết là có đủ các bạn mua không. Bình thường thì Shabby hay làm bút màu trẻ em thôi, nhưng mà không ngờ cũng có làm bút nhấn dòng nguyên một bộ như vậy, mà lại toàn là những tông màu xinh xẻo nữa chứ. Mấy cây highlight này ngòi sẽ thuộc dạng ngòi cứng và không quá to, phù hợp để mình đánh dấu trong mấy quyển tập có ô ly 0.5 á. Còn đây là loại highlight mà Ri mới xài thử gần đây và ok phết nè. Ngoài chuyện màu đẹp ra thì ngòi của nó vừa to vừa mềm. Nào giờ thì Ri chưa từng xài cái highlight nào mềm kiểu như thế này, trải nghiệm rất là thích. Cảm giác như là mình đang quét một cái cây sơn lên trên tờ giấy vậy đó. Dòng vẽ ra có vẻ thẳng hơn bình thường khá là nhiều. Đi nguyên một combo màu nhìn cũng đẹp nè, đúng không? Rồi, bây giờ tới phần mà các bạn quan tâm nhất, đó là giveaway như thế nào. Ri sẽ có 3 combo giveaway. Và bởi vì thông tin nó sẽ hơi dài một xíu nên là Ri sẽ để ở dưới comment ghi ở trên đầu. Các bạn nhớ xem nha, và nhớ xem rõ thời gian, bởi vì qua khỏi thời gian đó thì giveaway sẽ hết hạn và sẽ không còn hiệu lực nữa. Các bạn xem sau này thì sẽ không tham gia được nha. Ri cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đã like cho Ri một cái. Ri chúc cho các bạn có một năm học mới thật là như ý và có nhiều niềm vui nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Em bé cũng bye bye.